Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG. Thì như lời hứa của chúng ta, thì như lời hứa của mình đối với các bạn, đó là mình sẽ làm một cái clip review mod cho anh em xem. Thì quay trở lại với cái mod review, cái series review mod đầu tiên của ARK, thì đó là về mod Anunnaki. Anh em biết không, để xây dựng được tất cả những, nói chung là mình không muốn review qua loa, mình muốn review một cách cách mà cặn kẽ, một cách hướng dẫn chơi tất tần tật về mọi mod cho anh em, giống như là một chuyên gia vậy. Anh em biết mà, giáo sư về mod là tôi. Thì đây, hôm nay mình sẽ review về mod Anunnaki, một cái mod huyền thoại đời đầu của nền ARK nha anh em. Thì sơ về mod Anunnaki dành cho bạn nào chưa biết, thì các bạn, nếu mà các bạn chơi game bản quyền ở trên Steam, mình nhấn mạnh chữ Steam nha, có nghĩa là anh em phải bỏ tiền ra để mua cái game thôi. Tôi không nói về cái những vấn đề DLC, DLC là những cái phạm trù khác rồi. Còn khi mà anh em bỏ tiền ra mua ở trên Steam thì anh em sẽ cài được những cái mod. Đây thì tôi sẽ cho anh em xem workshop. Không biết là nó target không nữa. Ok, để chờ tôi một tí. Tôi sẽ display nó cho anh em xem cho nó dễ ha. Display cái này tại tôi đang xài OBS. Đây, đây đây đây. Thì khi mà anh em bấm Shift Tab lên thì anh em sẽ thấy cái chữ web workshop này. Và chúng ta sẽ search mod Anunnaki, enter. Thì mod này rất là nổi tiếng rồi, lúc nào nó sẽ nằm ở những cái tab đầu. Các bạn bấm vào kiểu như là mod popular, là nhiều người dùng nhất á. Thì đây. Ủa, what the fuck, sao nó tột hạng rồi. Ok, bỏ qua những mod không liên quan đi. Thì đây là cái mod trang chính thức của Anunnaki version 3.21.0. Thì mình thực sự mà nói, mình rất tiếc cho một huyền thoại Anunnaki. Các bạn biết tại sao không? Đó là mod đã ngưng phát triển rồi anh em. Ngưng phát triển rất là lâu rồi, từ năm 2017. Chính xác là ngày 12 tháng 10 2017 là phiên bản cuối cùng của mod Anunnaki. Một huyền thoại mod ARK mà đã ngừng hoạt động, mình cảm thấy rất là tiếc cho mod này. Thì hôm nay mình sẽ review lại, mặc dù ở trên kênh Mê Game á, mình đã review rồi, thì bây giờ mình sẽ review lại cho anh em. Đầu tiên thì mình sẽ review về khủng long trước. Ở khủng long từ mình sẽ đi từ thấp tới cao nha anh em. Đầu tiên sẽ có 3 loại khủng long cơ bản. Ủa, không phải là 3 loại. Đó là loại đầu tiên, đó là loại badass. Badass có 3 hệ cơ bản. Thôi 4 hệ chứ, lộn lộn lộn. Tôi sorry, tôi nhầm. Tôi hơi nhầm. Ok. Đây, 4 cánh cửa. Bởi vì chúng ta đang ở trong đợt dịch Covid-19, cho nên là tôi phải cách ly tụi nó xa xa một tí. Rất tiếc là trong đây nó không có cho đeo khẩu trang, chứ tôi sẽ gợm mỏ khẩu trang khủng long cho khủng long lại, đeo khẩu trang cho khủng long lại. Ok. Thì việc đầu tiên, trong cái hệ badass, trong cái loại badass, cái hệ đầu tiên là hệ badass potion. Nếu mà bạn nào đã xem những series của mình cũng như là về Anunnaki trên kênh Mê Game cũng như trên kênh Tùng MG, thì các bạn sẽ biết hệ Badass Poison này nó là hệ độc, và tất cả chúng được trang bị một cái skin kiểu như lớp da màu xanh mà kiểu như màu xanh sao ta, màu xanh chrome á anh em, màu xanh luminer đó, đại khái là vậy. Và những cái con này á, khi mà các bạn sử dụng skill của nó thì đánh vào một con thú thì nó sẽ tăng cái độ turbo của mình lên. Độ turbo của nó, của con thú mình đánh, thì nó sẽ gây ra độc và làm xỉu đối phương, đại khái là như vậy. Trên đây có một con Ray đây, và mình đã đem nó xuống. Anh em thấy không, rất là hoành tá tràng luôn không. Ok. Mình không đếm được bao nhiêu lòi, và bây giờ mình sẽ đếm cho anh em xem tất cả bao nhiêu lòi nha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tính luôn con ray nữa là 18 con nha anh em. Ô, con này con bên đây hả? À, con này 19 luôn. Con này là con Baby Dodores. À, Baby Dodores si chứ lộn. À, con này không phải là thuộc ba đáp. Không thể thuộc ba đáp nhưng mà mình thấy nó màu xanh cho nên mình đem nó vô luôn. 18 thôi. Chính xác là 18. Thì loại nào hệ hệ nào nó cũng có 18 con. Và anh em để ý nha. Một tí nữa anh em sẽ để ý là trong tất cả bốn ô như bên đây, bên đây và bên đây và bên đây, chúng ta không có Arentavit nha, và trong cái mod này đều không có Arentavit. Lý do tại sao? Tại vì theo như anh em mà nếu mà đã theo dõi cái game này lâu rồi á thì anh em sẽ biết là con chim Arentavit đời đầu á nó đã được sửa lại thành một con chim Arentavit khác, kiểu như cái model của nó, cái model nó đổi đổi hình con chim. Thì Anunnaki này đã rất là lâu rồi không cập nhật phiên bản mới cũng như là không có update lên, cho nên là những con Arentavit cũ của nó bây giờ nó không, nó lỗi và nó không thể nào mà chạm được nó cả. Mình có thể spawn ra cho anh em xem nhưng mà chúng ta không thể nào mà chạm được nó, anh em hiểu không? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến hệ thứ hai, đó là hệ fire. Fire là lửa và badass fire là đánh ra lửa, với hiệu hiệu ứng đòn đánh đó là khi mà các bạn đánh một con khủng long nào đó nó sẽ ray hiệu ứng cháy lửa giống như là thiêu đốt trong liên minh vậy đó. Thì nó cũng sẽ có 18 loại. Chúng ta sẽ đến với hệ hệ mountain là núi. Thì badass mountain tới tận bây giờ mình cũng không biết hiệu ứng của nó là cái gì cả. Có thể nói cái hệ này là cái hệ mà mình nói là vô dụng nhất trong tất cả các hệ. Nó đam nó cũng không được bao nhiêu mà là không có hiệu ứng gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ đến hệ cuối cùng trong hệ Spadash, đó là hệ băng, Badass Snow. Badass Snow là một hệ với cái gọi là cái màu sắc chủ đạo là màu trắng, trắng xanh dương. Thì anh em có thể thấy cái hệ Snow này hiệu ứng đòn đánh của nó là làm slow đối phương, có nghĩa là khi mà các bạn đánh một con khủng long thì nó bỏ chạy thì nó sẽ chạy rất là chậm, đại khái là như thế. Ok, và một điểm chung của tất cả hệ Badass đó là những con thú ở trong Anunnaki được tăng kích thước hơn so với những con thú thường của ARK, anh em hiểu không? Tôi nhớ không lầm là nó được tăng kích thước hơn rất là lớn, đặc biệt ví dụ như con Raptor này. Ủa không, hầu hầu hình như là tôi thấy hình như là nó kích thước nó giống nhau thì phải, để tôi coi coi. Đúng rồi, kích thước nó y chang à anh em ơi, các bạn nhìn thấy nó to to vậy thôi cái nó y chang à. Ok, như vậy là kích thước không đổi nha, mình hơi nhầm so với những cái loại khác. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái bước, để tôi tắt cái màn hình này cái đã, display. Ok, mình đã review xong cái hệ đầu tiên, đó là hệ Badass trong Anunnaki. Chúng ta đến tới hệ thứ hai. Cái loại thứ hai đó là loại Alpha. Đây thì tại vì cái số lượng khủng long trong Anunnaki nó rất là lớn, cái hệ Alpha, cái loại Alpha nó cũng vậy, thì cho nên mình sẽ spawn ra ba con Alpha tượng trưng nha anh em, tượng trưng. Nó cũng giống như là mấy cái hệ loại Badass bên đây thôi. Má sao mà tôi rấu quá, tôi nhức đầu quá anh em. Vừa hỏi vừa hệ mà vừa loại nữa, tôi hơi bị đau rối, anh em thông cảm ha. Lâu quá rồi không làm clip review cho nên hơi bị bối rối. Thì đây. Đây là hệ Alpha. Thì chúng ta sẽ mình có để đây một cái store, công vụ dụng của nó làm gì thì chúng ta mở ra. À, không có gì hết. Thì thực sự mà nói hệ Alpha này rất là dễ. Hệ Alpha này rất là dễ tem. Anh em chỉ cần bắn xỉu cho nó và cho nó ăn Round Vrimis. Ok, Round Vrimis nha anh em. Round Vrimis. Bây giờ mình sẽ thử mình lấy một con cano đi. Để mình so sánh kích thước của tụi nó như thế nào.
Tôi nói đâu có sai đâu. Ok, anh em chờ tôi tới. Tôi sẽ làm một bài test cho anh em xem, để xem cái kích thước của những con thú trong mod Anunnaki và những con thú ở trong ARK thường nó như thế nào. Ok, đây. Và đây là ba con Badass, mà Badass Alpha và một con Kano thường, anh em thấy không? Tôi nhớ đâu có làm đâu, mà tại vì tôi thấy anh em thấy vậy chứ. Thực ra những cái con thuộc loại Badass này á, và nói chung là tất cả những con thú ở trong Anunnaki được phóng to ra ha. Phóng to ra hình như là gần gấp rưỡi luôn á anh em. 1/5 luôn á, 1.5 luôn á. Anh em thấy không? Nó to hơn hẳn so với những con gốc ha. Ok, như vậy là chúng ta đã có kết quả rồi ha. Thì quay trở lại với vấn đề của Alpha này, chúng ta có thể thêm nó bằng Round Rim Miss, là cái thịt đùi. Và tất nhiên là về sức mạnh thì tụi Alpha này nó sẽ hơn với những cái tụi Badass như thế đó. Ok, chúng ta sẽ đến với loại thứ ba. Tên tên tên, mở cửa. À quên, tôi quên mở đóng băng cho tụi nó. Tên tên tên, chúng ta đến với loại thứ tiếp theo, đó là Dream Alpha Spider. Ủa, Dream Alpha thôi. Anh em thấy bên đây Alpha rồi mà bên đây còn thêm cái chữ Dream nữa, là anh em thấy đỉnh của đảng ha. Đi vô đây nó hơi bị lắc nha anh em, tại vì cái hiệu ứng mà khói lửa xung quanh tụi nó lắc kinh khủng lắm. Đây là tất cả những cái con của Dream Alpha. Ngoài, ôi con Ankylo này nó bự chà bá luôn anh em ơi. Để tôi xem coi, trong đây có con Kano không? Ok, tôi sẽ đem một con ra đi. Tôi sẽ đem con Spino ra. Hình như tôi đem không được thì phải. Fox get them. Ok, những cái con này á anh em, thì chúng ta không thể nào mà tem được ha. Những con này Anunnaki nói là không thể nào mà tem được, cho nên chỉ có việc giết nó thôi. Và tôi có để một cái store ở bên đây để tôi xem coi. Tôi, tại vì tôi có nốt lại, tôi hay bị quên lắm. Mà sao trong đây tôi mất tiêu hết đồ luôn. Sao trong đây tôi mất tiêu hết đồ đạt luôn. À quên nữa. Để tôi ghi engram. Không biết trong đây có đồ chưa nữa. Ok, không sao, chúng ta sẽ từ từ học lại thôi. Thì nói về vấn đề Dream Alpha này, thì những con Dream Alpha này chúng ta chỉ có thể giết nó để lấy những cái đồ nó quý hiếm, ví dụ như là giáp hay là những cái dụng cụ, những cái bản vẽ, những cái engram để chúng ta có thể học và ráp đồ ha. Chỉ đơn giản là chỉ để giết nó thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với một thể loại tiếp theo, khủng long tiếp theo, đó là loại Uber. Thì đây là loại Uber, mặc dù nó không có chữ Uber trước tên, nhưng mà Anunnaki phân loại nó thành loại Uber gồm có 4 con, gọi là tứ đại thiên vương hoặc là tứ hoàng cũng được. Thì đầu tiên là con Vromoder, Dodo Strike, Gorilla hoặc là Megaficus cũng được, hoặc là Dragon. Tiếp theo là Dragon và cuối là Dragon chứ. Thì những con này chúng ta có thể tem được nha anh em. Ok, và để mình xem trong đây có gì không. Đây, chúng ta có đây. Thì cách tem nó rất đơn giản đó anh em thấy không? Tôi có làm một cái nốt vô nè, đó là làm Boss Tributer để tem. Tôi không biết cái chữ tribute nó đọc tiếng Anh sao, tôi đọc đại là tribute cho nên hay cho nên nhanh. Thì tribute là cái gì thì một tí nữa mình sẽ phân tích về những cái món đồ item ha. Mình sẽ chia ra làm hai, đó là phân tích về dino và phân tích về item. Ok, và nói chung là những con này khá là mạnh so với những cái con như Alpha hay là Dream Alpha. Ha, nếu mà có con này trong một cái server Anunnaki roleplay thì nó rất là bá.
Ok, chúng ta sẽ đến với phân khúc tiếp theo là Warden, một trong những loại thú mà được fan hâm mộ nhất trong Anunnaki mình từng thấy. Có thể các bạn không biết những con quái vật, quái thú sáo đầu vú gì tôi không còn biết, nhưng mà hễ là fan của Mê Game cũng như là fan của Tùng MG cũng như là mọi người yêu ARK thì tất cả ai cũng biết về Warden, hai chữ đó rất là nổi tiếng từ những thập niên mà thời mà lúc mà Tùng MG mà còn đẹp trai và thanh lịch mà vô địch mà còn khắp vũ trụ luôn, là ai cũng biết về Warden. Đặc điểm chung của tụi nó là gì anh em biết không? Ngoài chữ Warden ra, đặc điểm chung của tụi nó đó là con nào cũng đội nón hết. Thì anh em thấy ở đây vẫn thiếu một con Argentavis và một con Mosasaurus nha anh em. Tại vì Warden tổng cộng có 7 con, chính xác là 7 con, giống như là thất hình đại tội vậy, hoặc là thất thất vũ hải vậy. Thì có một con chim Argentavis ở đây, như ban đầu hồi nãy mình nói nó bị lỗi cho nên là mình không thể nào mà spawn nó ra được. Thứ hai là con Mosasaurus này, nó sống ở dưới biển cho nên là trên bờ cho nên là mình không thể nào mà spawn nó ra, mặc dù nó là Warden nhưng mà nó trên bờ nó cũng chết như thường thôi. Ok, thì đây là những con Warden rất là nổi tiếng, thì có thể nói gọi là boss, một trong những con boss mạnh mẽ, phản đam về mặt đam, mặt mặt đam mặt máu, nói chung là tăng rất là trâu bò. Mới level 1 thôi mà nó đã có 425.000 máu rồi, là anh em thấy đỉnh của đảng rồi. Và nó có phản đam nữa nha anh em, nó có phản đam ghê lắm. Ok, chúng ta sẽ đến với hai con gọi là đỉnh của đảng tiếp theo, đó là con Vrimodius Celestial và con Raphus đó là Celestial luôn. Thì hai con này chúng ta có thể cưỡi được và làm ra được nha anh em, chúng ta có thể cưỡi được, chúng ta có thể sở hữu nó được luôn một cách chính thức nha, chứ không phải là bon ra rồi forget tem hay là đu tem thì nó có ra mình nó mới thuộc về mình. Chúng ta nếu mà chơi với một server có Anunnaki thì chúng ta có thể quyền sở hữu một cách hợp pháp luôn, không cần phải cheat. Và có thể nói hai con này là hai con, nói chung là có thể gọi đi, có thể gọi nha, mạnh nhất của Anunnaki. Và nói tới đây thì anh em sẽ kiểu như là sồn sồn lên, là nước giống như nước sôi đổ vào háng. Còn thiếu một con gì đó đúng không anh em? Còn thiếu, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Hình như còn thiếu cái gì đó, đúng không? Chính xác, anh em nói đúng rồi đấy, đó là con World Chef. Ok, và bây giờ tại vì cái hiệu ứng nó ghê quá cho nên mình mới để nó ngoài đây. Ghê chưa? To vãi cái đái. Thì đây là con World Chef. Thì nói về sức mạnh con World Chef và hai con đo kia thì mình nghĩ là mình đánh giá hai con này, hai thể loại này nó bằng nhau. Tại vì kẻ tám lạng người nửa cân rất là khó để so bì được. Con War Chief này là cái con mà đứng đầu trong cái tụi Warden, nó là kẻ mạnh nhất trong cái dàn Warden, thì nó là đội trưởng á, kêu nó là War Chief. Thì tại sao mình nói là hai con kia nó mạnh, có thể là mạnh hơn so với War Chief, đó là để giết để có được hai con rồng và con Dolores thì chúng ta phải giết con War Chief trước, rồi sau đó chúng ta mới sở hữu được hai con kia. Anh em hiểu không? Thì nếu mà theo một cái lực gọi là logic đi thì không lẽ con này nó mạnh hơn hai con kia thì làm sao con War Chief nó mạnh hơn thì làm sao là chúng ta có thể sở hữu hai con kia được, anh em hiểu không? Thì cái điều đó nó rất là vô lý, chúng ta phải đi từ dễ cho tới khó thì chúng ta sẽ mới giết được War Chief, chúng ta mới giết, mới mới làm ra hai con kia. Ok, mệt quá. Như vậy là chúng ta đã review xong cái phần Dino. Mới đây mà chúng ta đã xong cái phần Dino rồi. Hầu như là mình review về cái phần Dino này, nó hình như là không có bỏ qua một cái chi tiết nào đúng không anh em? Hình như mình cũng không có, mình đã nói rõ hết rồi.
đa số anh em ở đây là ai cũng biết Anunnaki rồi, cho nên chúng ta là quá rành về nó. Xong, và bây giờ chúng ta sẽ review tới phần item. Ok, ở đây chúng ta mình đã chia ra những cái thư mục như là giáp, vũ khí, đạn, thuốc, skin và shadow là đồ cưỡi đấy. Thì chúng ta sẽ đến với mục đầu tiên, đó là ammo. Armor đó là giáp. Thì ở trong Anunnaki này chúng ta có tổng cộng 3 loại giáp. Cái giáp mình đang mặc đó là giáp Warden, là rớt ra khi mà chúng ta giết Warden. Vandom nha anh em, có nghĩa là cái chất lượng của nó là màu xanh như thế này nè, và anh em để ý nó có chữ Warden. Và có thể là giết con này nó sẽ ra cái áo, giết con kia nó ra cái quần, và giết con nọ nó ra cái quần tiếp. Nó là random cho nên là anh em cố gắng giết nhiều Warden để có một cái bộ full smith như thế này. Và tổng bộ đam của nó là nếu mà mặc định thì mình nghĩ nó tầm khoảng, ở đây nó là 1017 giáp, thì mình nghĩ nó tầm, nếu mà cơ bản á, gọi là remitive gì đó, thì nó khoảng chừng chừng tầm khoảng chừng 900 giáp là cùng, mình đoán là như vậy thôi. Ok, cái giáp thứ hai, và đây là cái gọi là cái hình dáng khi mình mặc giáp này nè, khá là đẹp ha, bộ giáp này khá là ổn áp. Ok, chúng ta sẽ đến với cái bộ giáp thứ hai, đó là bộ giáp War Chap. War Chap, War Chap, War Chap, War Chap. Và đây đây Alpha War Chap đây. Ok, và bây giờ mình sẽ thay vô. Đây là cái bộ trong ARK gốc, nó có tên là bộ bộ tech. Và bộ này không thể bay được nha anh em, không thể bay như trong ARK gốc được. Và bộ này có tổng đam nó là 1.000, tổng giáp của nó là 1.300, nếu mà đều hết thì mình nghĩ nó chắc cũng 1.000, 1.200 thôi, 1.100, 1.200 thôi, 1.100, 1.200 giáp là căng lắm đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với bộ giáp cuối cùng, có tên là bộ giáp Alpha. Bộ giáp Alpha thì nó cũng hơi bị bèo, bèo, nhèo như thằng cu tèo luôn. Bộ giáp Alpha thì chúng ta sẽ giết những con Alpha thì đơn giản vậy thôi. Còn những bộ giáp chép hồi nãy thì các bạn phải giết, hình như là giết một con War chép nó sẽ cho full bộ, hoặc là giết một con War chép nó sẽ cho ra random. Mình quên tiêu rồi, nhưng mà anh em cứ thử đi. Ok, đây là bộ giáp Alpha, nhìn nó tù tội làm sao ấy. Ok, nhìn nó cũng xì tin hết nè, nhìn cũng xì tin mana băng nhơ. Ok. Rồi bây giờ mình bỏ qua. Ok, chúng ta sẽ đến với mục thứ hai, đó là weapon, là vũ khí. Chúng ta trong Anunnaki chúng ta chỉ có đơn thuần là hai vũ khí thôi, đó là hai cây spear, một cây spear gỗ và một cây spear sắt, bị thép, bị sắt vậy đó. Đây cây này thì anh em nhìn cái nó màu xanh là anh em cũng đoán được là nó sẽ chọt ra tô bồ ha anh em, chọt ra tô bồ. Ok. Chúng ta có thể lụm lại khi mà quăng. Và để mình xem coi mình chọt có con Alpha Turret này có gây ra hiệu ứng turbo hay không. What the hell? Ôi. Ok, ôi có gây ra hiệu ứng turbo hơi bị cao luôn nè anh em. Hồi nãy tôi mới chọt hai cái mà gần, ui 600 tô bồ, what the hell, 620 tô bồ. Quá ghê. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái cây số thứ hai, đó là cây này, để tôi xem coi như thế nào nha.
900 con thì nó sắp xỉu rồi, để cho nó yên đi. Và đây chọt một cái, ôi ôi ôi, 760 turbo một phát. Ôi ôi, cây này mạnh dữ nha, cây này rất là mạnh nha anh em. Và để chế tạo được hai cây này thì chúng ta, cái cây này rất là mạnh và cái nguyên liệu chế tạo nó rất là rẻ luôn, hai một một hai một metal, một narcotic và một food, một wood. Ôi rất là rẻ. Ok rồi, xong cái màn weapon rồi, chúng ta đến cái màn ammo. Thì đây là những thứ có trong Anunnaki về cái khuôn viện mà đạn dược cung tên. Thì đây mình sẽ review cho anh em xem được, xem coi. Đây là cái viên đạn đất được sơn lên bởi Anunnaki, nó thành màu tím. Để xem coi cái số turbo mà cây súng này, cái viên đạn này gây ra là bao nhiêu nha. Ồ, mới đây nó hồi nhanh thế và bắn một phát. Ồ, 608 turbo, anh em thấy vậy đó chứ. Cái viên đạn mà nó không bằng cái chĩa luôn, anh em thấy ghê không? Ok, mình sẽ lấy một cái cung tên nha anh em. Ok, và đây mình sẽ có đã mình đã có một cây cung tên. Anh em nên nhớ kỹ nha, những cái cung tên này á, cái mũi tên này chỉ có thể dùng cái cây này để bắn thôi. Chúng ta không thể nào mà dùng cái cây pô mà anh em thường thấy tôi chơi bắn và nó không có tác dụng nha anh em. Bắt buộc là phải cây compound bow nha. Ok, và đây, và bây giờ mình sẽ gài đạn đầu tiên, đó là đạn fire. À, tôi bắn cho anh em xem. À, mặc dù là trên cái cung tên mình thấy là nó không có màu đỏ nhưng mà anh em nhớ để ý nha. Oh, nó gây ra hiệu ứng cháy nè. What the fuck? Nó đâu mất tiêu rồi. Ôi. Ơ. Holy fuck, để mình đọc nội tại của những hai cây còn lại. Là cây cung này thì nó sẽ làm cho đối phương slow motion, có nghĩa là đi chậm lại nè. Có thể chỉ có thể sử dụng ở scuppered bow thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ spawn ra một con cano đi. Để tôi thử nha. Một con cano. Gì vậy? Thôi tất cả bắt xịp đi. Bắt xịp đi, bắt xịp đi. Để tôi thử tôi bắn coi nó có xì lô không cho anh em xem. À, anh em thấy nó bị hiệu ứng xì lô không? Ủa tôi bắn cái chết luôn kìa. Ủa xám hồn chưa? Ok, và chúng ta sẽ đến với cái cung độc. Cái cung độc này nè, mình sẽ thử ở trên Poison Badass nha. Để xem nha. What the fuck? Cho em xin lời cây cung anh ơi. Ơ? Chắc là tôi nghĩ là bắn không bắn được cho thú của mình rồi anh em ơi. Chết rồi. Mất cây cung rồi anh em. Nói chung là bắn sẽ được. Ok, để tôi đi ra ngoài đây. Hồi nãy tôi mới bấm lộn, bây giờ ở trỏng nó rất là zoom. Và bây giờ tôi sẽ thử chết ra một con này. Ok. Mình đang sử dụng cái cung poison nha anh em. Wow. Một phát bắn 1000 mấy. Cái cung này rất là mạnh nha anh em. Cái cung này rất là mạnh. Chúng ta sẽ đến với cái cung fire để xem một cây cung có thể hạ nổi một con cano luôn không. Con cano này level mấy ta? Để tôi thử nha. Bùm. Level 60. Ui. Holy fuck. Chết luôn kìa. Level 60, 924. Căng vậy. Ok, nếu mà anh em có chơi mod này, mod Anunnaki này thì chúng ta không thể bỏ qua những cây cung nha anh em. Đó, cây cung cực kỳ mạnh. Và để làm được cây cung này chúng ta cần
Để làm được cây cung này chúng ta cần level 90, và mỗi loại cây cung thì sẽ có mỗi cái thành phần chế tạo khác nhau. Thì đầu tiên anh em cần có một cái metal arrow, có nghĩa là cây cung sắt. Sau đó anh em đưa vào workbench, có nghĩa là cái bàn của Anunnaki. Chúng ta sẽ cần Angel Gel, Cementine, Silica và thêm metal arrow để có thể chế tạo cây cung băng. Cái thứ hai thì cần Cementine Organic Polymer và Frame Mushroom và một cây Metal Arrow để có thể tạo ra Poison. File nó cũng như thế, anh em vừa xem. Cementine, Oil và Ray Lower. Nói chung là những cái vật liệu đó rất là, nếu mà chịu khó thì cũng dễ kiếm lắm anh em ạ. Và chúng ta sẽ ráp ở đây ha. Đây là cái bàn Anunnaki Workbench. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến thuốc. Đây có rất là nhiều thuốc, rất 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 nhiều thuốc. Thì đây mình sẽ review trước cho anh em, đây là những cái bình kinh nghiệm. Khi mà anh em sử dụng nó thì anh em sẽ lên được kinh nghiệm rất là nhiều. Ở đây mình mát cây rồi cho nên là không có lên kinh nghiệm được nữa. Nhưng mà những cái bình này á, anh em có thể cho khủng long lên cấp được nha anh em. Ok, và bây giờ mình sẽ thử nha. Con này ở level 30 đúng không? Mình sẽ cho nó uống một cái tiny thôi, là một cái nhỏ thôi. Mặc dù hình dáng nó cũng giống nhau nhưng mà đây là loại nhỏ. Mình sẽ cắn cho nó nè. Ui, lên 58 luôn nè. Thấy ghê chưa? Ok, ở đây số 19 nè, mình sẽ cho nó xì mo thôi. 66 nè. Cắn thêm cái medium nữa. 71 nè. Lắc nè. 75 nè, và Huga là mạnh nhất 80 nè. Thấy ghê chưa? Ok, đó là công dụng của những bình thuốc kinh nghiệm ha. Chúng ta sẽ đến với những bình thuốc hồi máu. Ở đây có Hell Buster lấy qua luôn. Thì đây là những cái bình thuốc mà anh em có thể sử dụng cho mình, và hình như là cho khủng long luôn không ta, cho khủng long được không ta. Mình sẽ sử dụng một cái Seymour đi. Và để mình đọc nội tại của nó là sử dụng nó để khôi phục một số lượng nhỏ, đại khái là maximum health, có nghĩa là một phần nhỏ nào đó trong cái cây máu của con khủng long. Ok, bây giờ nửa nửa cây nào, mình cắn cho nó cái nè. Không thể sử dụng nha anh em. Cái này là không thể sử dụng cho khủng long nha anh em. Anh em nhớ nha. Heo Buster này có thể sử dụng nha. Đây mà mình cắn cho nó nè. Heo Buster này mình để anh đọc coi. Healing Spotter for mending you restore work restore 100%. Heal but the come with the cool down và don't worry the when under effect gì tùm lum hết. Đại khái là hồi máu đó nè. Và bây giờ mà tôi sẽ thử nha. Ui, 100% luôn nè. Đầy cây luôn, rất là mạnh. Còn cái mấy cái chai rượu này á, thì để hồi máu cho tôi. Tạm thời là tôi chưa có thể uống được hay sao đó. Tôi chưa có thể uống được tại vì máu tôi đầy. Đại khái là vậy. Tiếp theo là những cái màu. Cái màu này thì có thể nấu ra nhưng mà mình không biết cái công dụng của nó như thế nào. Tại vì mình chưa, hồi đó giờ mình rất là ít khi chơi màu. Mình cũng không biết nó như thế nào thôi. Để tôi bỏ vô thử nha. Bỏ vô. Chúng ta có thể sơn cây cung này bằng cái màu đỏ nè anh em. Ví dụ nha. Đó, anh em có thể sơn cây cung này màu đỏ các kiểu này nọ nè, các kiểu con đà điểu nè, nhưng mà sao cái này nó màu xanh gì tùm lum hết trơn vậy. Vậy để tôi sơn cái này thành cây súng tôi thành màu đỏ thôi nha. Sơn cán súng sao nó thành màu trắng vậy? Apply ban. Ok, cái này tôi không biết, cái này tôi thua, cái này tôi thua. Cái này tôi chưa có nghiên cứu, rồi đó giờ tôi ít chơi về cái mấy cái mặt sơn lắm. Tiếp theo nữa đó là những cái loại này. Thì anh em nào mà theo dõi tôi từ kênh Mê Game cũng như là cái kênh này thì anh em sẽ biết cái lọ này là lọ gì. Này, cái này là lọ uống phát xỉu ngay. Ok, tôi sẽ cho con T-Robot này uống. Ủa, hình như là không phải là uống phát xỉu ngay, nó là uống một phát là đói bụng cực kỳ luôn. Ok, anh em nhìn cái cây food của nó nha. Ấn một cái.
đói bụng lia chim yêu luôn. Giật nè, tô bồ nó lên nè. Đó, và không lâu sau là nó sẽ xỉu. Xỉu đi mày. Cái cây lọ thuốc này thì dùng để tem thú rất là hiệu nghiệm. Khi mà anh em bắn xỉu nó mà cái tô bồ, đặc biệt những cái con tô bồ của Anunnaki nè, những con badass, những con alpha, nó tuột tô bồ rất là nhanh, nó rất là mau tỉnh, thì anh em chỉ cần cho nó uống thôi thì food nó sẽ giật và kích thích cho khủng long nó ăn, thì cái ống timing của nó lên rất là nhanh. Mà để chế tạo được cái lọ đó thì anh em cũng khá là vất vả khi mà chơi những cái map khác, đó là Ray Lower và Ray Mushroom là vấn đề nan giải nhất của cái mod này, vì nó đòi hỏi rất là nhiều về Ray Lower và Ray Mushroom. Nếu mà anh em chơi map Rattle Isle á thì rất là dễ kiếm, còn chơi những cái map như The Island, nhưng mà cái thời mình chơi The Island hay là The Center á thì anh em rất là khó kiếm hai cái loại này ha. Còn cái này là Remove on Stoppy, có nghĩa là cho nó uống vô là nó sẽ tỉnh ngay. Ok, và bây giờ mình sẽ thử nha. Dù sao con này cũng gần tỉnh rồi. What the fuck. Nói chung ha là cho nó tỉnh ngay và lập tức á. Ok. Cái này thì là Recover do... mình hiểu rồi. Recover. Cái này là hồi phục 100% thể lực nha anh em. Hồi phục 100% thể lực. Ok, và bây giờ tôi sẽ thử trên con Cano Badass này. Bây giờ tôi sẽ nâng mát cây Stamina cho nó. Và bây giờ cho nó hồi mát cây thể lực nè. Ok, nó sẽ hồi rất là nhanh hơn so với là cái điểm Stamina, cái điểm mà nó đang kiểu như nó lấy lại sức á. Và tiếp theo đó là hai cục này, hai cục Matrix. Như hồi nãy anh em biết là thì cái con rồng đen này và cái con Dodorex Rafut này á, nó sẽ được, nếu anh em chơi trong một cái server á, nó sẽ được spawn ra tự nhiên, kiểu như spawn ra một cách random ở một cái vị trí nào đó trên map. Thì để tem được hai con này, tại vì hai con này sẽ tem bằng cách bắt xịp, có nghĩa là cho ăn, và hai con này nó không đánh các bạn. Okay. Nó sẽ không đánh anh em, và anh em chỉ cần lại gần và để cục Matrix nó ở cuối cùng. Và cục này thì dành cho con Dodores, và cục màu xanh này thì dành cho con rồng. Thì chỉ cần đi lại và chỉ cần bấm E một phát thôi là anh em có thể thuần hóa ngay và lập tức. Ok. Thì để làm được hai cái cục Matrix này á, thì việc đầu tiên là anh em phải vào Engram để tìm cái tên của nó. Đây, ở level 120 anh em mới có thể học được nha. Và hai cái cục Matrix này nó làm khá là tương tự với nhau. Đó là chúng ta cần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ủa? Tôi nhớ là có 7 con Warden mà ta. Đúng không? Để tôi đếm coi. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và một con Rafut, ở một con Warchef nữa anh em. Anh em cần phải giết chính xác là 6 con, ở 7 con Warden và một con Warchef nữa anh em mới có thể lấy được ngọc nha. Và đây là những cái ngọc, đây những cái viên ngọc. Đại khái là một cái viên ngọc, đây là cái viên ngọc. Thì anh em cần phải thu thập đủ, mỗi loại là 5 viên. Nó sẽ cho anh em khi mà giết một con Warden á, thì nó sẽ cho 5 viên. Và mỗi con Warden á, nó sẽ có một loại ngọc khác. Thì ở đây mình đang sở hữu một cái con, một cái loại ngọc Rawaim nè. Là có thể là anh em giết cái con... hình như là con rùa đấy. Thì anh em giết con rùa thì anh em sẽ ra được một cái loại ngọc Rawaim. Giết con khác thì nó sẽ ra nhiều những loại ngọc khác. Thì anh em tổng hợp lại hết, anh em để vào bàn workbench này nè. Và tự động anh em sẽ ráp được và tem được hai con đó thôi. Chỉ đơn giản là thế.
Ok, và những thứ còn lại như là Ray. Ray này á thì anh em để chế tạo nó thì anh em cũng vào Enram và đánh Ray. Thì đây, để chế tạo được cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để tem những con Ray. Dành cho anh em nào chưa biết con Ray là con nào thì đây là con Ray đây, Badass Ray hồi nãy mình có giới thiệu đây. Tổng cộng có 3 loại Badass Ray. Còn cái con Ray ở loại này là cái loại Sida nhất nha anh em, không có Ray. Chính xác là Mountain không có Ray. Thì ba con Ray này á thì được tem bằng Ray Tribute. Thì khi mà anh em bắn xỉu con Ray này chỉ cần bỏ Ray cái viên ngọc Ray vô thì anh em có thể thêm được nó. Để làm được cái con viên ngọc Ray này thì chúng ta sẽ cần có Ray Trophy và Golden Streak. Ray Trophy này thì chúng ta sẽ lấy giống như là anh em sẽ sử dụng một con, anh em giết một con để đổi lấy một con vậy đó. Là khi mà anh em giết một con Ray thì anh em sẽ được Ray Trophy và cộng với Golden Streak nữa, anh em sẽ chế tạo ra một đồ để tem một con Ray mới. Giết một con đổi một con. Thì Golden Streak nó nằm ở đâu? Golden Streak nó nằm ở con Golden Dodo mà nãy giờ mình chưa có spawn ra. À, để tôi kiếm cái dòng Golden Dodo để cho anh em coi. Ok, đây là Golden Dodo nè anh em. Và bây giờ tôi thử cho nó đánh nè. Hồi nãy tôi Oh, lắc qua. Ok, đó là Golden Dodo đó anh em. Thì khi mà anh em giết con Golden Dodo nó đặc biệt mình khuyến cáo nha, con Golden Dodo nó rất là mạnh. Thì khi mà Golden Dodo khi giết con Golden Dodo thì chúng ta sẽ có Golden Treat để làm cái cục thuần hóa Ray. Ok, cái phần còn lại là skin. Skin và Shadow. Skin về cái phần skin này á thì đây mình sẽ có một, không biết là cái con Gorilla mình còn hay không. Hình như con Gorilla mình chết rồi. Hồi nãy mình spawn ra con Golden Dodo, không biết là sao mà con Gorilla, một số khủng long của mình chết luôn á chứ không phải là riêng con Gorilla. Thì khi mà anh em giết được, mình ví dụ thôi nha, anh em giết được một con một con Warden Warden Gorilla này và nó sẽ tặng cho anh em một cái huy hiệu. Và khi mà anh em có một con khỉ đột nào đó giống 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 như hồi nãy anh em thấy một con khỉ đột nó đứng đây không, thì khi mà anh em bỏ vào cái skin của nó, bỏ vào cái chỗ custom skin á, là ở chỗ đây, trong mỗi con khủng long đều có một cái custom đây như thế này, thì bỏ một cái skin của nó vào đây thì nó sẽ tự động nó biến thành một con Warden, nhưng mà thực chất đó là skin thôi, nó chỉ là skin thôi chứ không phải là nó là một cái biến hóa gì hết. Nó real, nó chỉ là fake thôi anh em hiểu không? Thì cái mình thấy cái đó Seedah quá, mình không có review được cho anh em, không review nhiều, nó chỉ mang tính chất giải trí đẹp đẽ thôi. Còn những cái shadow này á, thì nó có tất cả ở trong trong cái này rồi. Anh em đánh một cái con alpha ha, là một cái gì đó thì nó sẽ ra. Và badass thì nó sẽ xài cái loại của thường luôn ha. T-Rex badass thì anh em có thể xài cái đồ cưỡi của con Rex gốc trong ARK luôn. Ok, thì còn bên đây để xem như thế nào. Thuốc đây đây đây, mình để bên đây đây ha. Đây là những cái viên ngọc đây. Còn boss try này, boss try này mình quên review nữa, đó là để thêm những cái con Uber, những con Uber ở trong đây, những con Uber mà hồi nãy cái hàng ngang này là mình thấy. Thì ví dụ khi mà anh em thấy một con Vromoder nó được spawn ra và anh em bắn xỉu nó thì chỉ cần vào và bỏ vào cái boss tray này thôi và bấm vào chữ E này cho nó ăn thôi là nó sẽ thuần hóa ngay lập tức luôn ha. Thì để làm được cái boss tray này anh em cũng vào Enram và đánh spot. Thì để làm được cái này thì anh em cần phải giết những con Uber giống như là 3 đổi 1 vậy đó. Để tem được một con Uber thì anh em phải giết 3 con, đó là con Promoter, con Dragon, con Gorilla và ba cái Golden Street nữa để làm được cái này. Sau đó để chỉ để tem một con thôi. Ok.
Tiếp theo là skin có gì hết không? Không. Strutter. Đây thì ở trong Anunnaki chỉ có hai cái Strutter thôi. Đó là cái mini Vols. Ha. Đại khái là cái này, két sắt đại khái là vậy đi. Và một cái lò nung sắt. Ok. Như vậy là mình đã review xong tất từng tật từ A tới Z, từ cách chơi, từ tem thú và bla 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 hết cho anh em xem rồi. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Đừng quên để lại một like và subscribe cho mình nha. Đó, công sức mình ngồi gần cả 2 tiếng đồng hồ để mình spawn ra nhiêu đây thú đấy. Mình spawn từng con và mình sắp xếp vào mỗi ô như thế này. Cực, rất là cực đó anh em. Anh em nhớ ủng hộ tôi nha. Và share cho mọi người đều biết về cái kênh của mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và nếu mà anh em có yêu cầu gì về ARK, review mod, test mod, survival hay là đấu trường khủng long thì anh em cứ comment bên dưới hộ mình. Và anh em muốn tôi review mod nào nhất thì anh em cứ comment cái số mà mod mà anh em comment đó. Mod nào nhiều thì tôi sẽ làm mod đó, đơn giản vậy thôi. Ok, bye bye mọi người.